Chào các em học sinh thân mến. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Dục Đào tạo Quảng Nam tổ chức. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Phạm Thơ, đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An Đại Lộc. Trước khi đi vào tìm hiểu bài học hôm nay, thầy mời các em cùng xem một video clip sau. Thưa quý vị, năm 2020, thế giới trao đảo vì đại dịch Covid-19. Riêng tại Việt Nam, ngoài đại dịch còn chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ, nhưng chính trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức này, nông nghiệp đã thể hiện là trụ đỡ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sản xuất không ngừng phát triển, vị thế xuất khẩu nhiều ngành hàng cũng đã được khẳng định, thu nhập cư dân nông nghiệp cũng được cải thiện đáng kể, năm 2020 trở thành một năm thành công toàn diện của ngành nông nghiệp Việt Nam. Năm 2020 là năm khó khăn chưa từng có, nhưng Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia trên thế giới có dòng thương mại mạnh nhất. Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng 3% GDP, mức cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều đạt kỷ lục 541 tỷ đô la Mỹ, trong đó nông nghiệp đóng góp 41,2 tỷ đô la Mỹ. Năm mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ là gỗ và các sản phẩm từ gỗ, rau quả, hạt điều và gạo. Nông nghiệp là một ngành kinh tế rất quan trọng đối với các nước trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta ở nước ta hiện nay nông nghiệp có vai trò rất quan trọng nông nghiệp không chỉ đảm bảo nên lương thực cho số dân gần 100 triệu người ngành này còn tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phát triển tạo nhiều mặt hàng xuất khẩu thu về ngoại tệ trong thời gian gần đây ngành nông nghiệp nước ta cũng đã đạt được những thành công rất lớn tuy nhiên ngành nông nghiệp cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức nhất là những khó khăn thách thức về thị trường đầu ra cho nông sản vậy ngành nông nghiệp nước ta À, có những giải pháp gì để có thể phát huy hết những thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới và khắc phục được những khó khăn hạn chế để đưa nền nông nghiệp nước ta phát triển một cách bền vững và hiện đại. Bài hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có câu trả lời. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo trong chương trình địa lấy 12, địa lý các ngành kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp. Bài 22, vấn đề phát triển nông nghiệp. Về nội dung chính của bài hôm nay, bao gồm có hai phần, phần thứ nhất đó là ngành trồng trọt, phần thứ hai đó là ngành chăn nuôi. Trong ngành nông nghiệp thì bao gồm có ba phân ngành, Phần ngành thứ nhất đó là ngành trồng trọt, phân ngành thứ hai là ngành chăn nuôi và phân ngành thứ ba đó là dịch vụ nông nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngành thứ nhất đó là ngành trồng trọt. Trong ngành trồng trọt thì bao gồm những nhóm cây trồng sau đây: nhóm thứ nhất đó là nhóm cây lương thực, nhóm thứ hai là nhóm cây công nghiệp, nhóm thứ ba là nhóm cây ăn quả nhóm thứ tư là nhóm cây thực phẩm và nhóm thứ năm đó là nhóm cây trồng khác chúng ta cùng quan sát biểu đồ về cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2005 và 2016 qua biểu đồ này chúng ta có thể thấy rằng là gì ngành trồng trọt giảm tỷ trọng nhưng vẫn chiếm 68% giá trị trong sản xuất nông nghiệp năm 2016 cơ cấu ngành rất đa dạng và đang có sự chuyển dịch tăng tỷ trọng của nhóm cây công nghiệp và cây rau đậu, giảm tỷ trọng cây lương thực, cây ăn quả và các cây đồng khác. Cây lương thực vẫn giữ vai trò chủ đạo chiếm 53,8% năm 2016. Chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất, vai trò của cây lương thực. Vai trò thứ nhất, đảm bảo an ninh lương thực cho người dân. Vai trò thứ hai, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Vai trò thứ ba, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và vai trò thứ tư tạo mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Phần thứ hai là về điều kiện phát triển cây lương thực ở nước ta. Thứ nhất là điều kiện thuận lợi. Điều kiện tự nhiên. Nước ta có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc phát triển cây lương thực. Về đất là có đất phù sa màu mỡ ở các đồng bằng, nhất là hai đồng bằng châu thổ đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Về khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa rất thuận lợi cho việc canh tác cây lương thực. Nguồn nước dồi dào, nước từ sông suối ao hồ. Về điều kiện kinh tế xã hội, người dân có kinh nghiệm và truyền thống canh tác, chính sách khuyến nông của nhà nước và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Bên cạnh đó thì ngành trồng cây lương thực nước ta cũng đối mặt với những khó khăn. Khó khăn thứ nhất đó là thiên tai, hàng năm chúng ta phải gánh chịu những thiên tai như là bão, hạn hán. Thứ hai là các loại sau dịch bệnh có thể cây đánh đó là các loại sao đục thân, sao cuốn lá hoặc là các cái loại bệnh như là bệnh đầu ong, bệnh khô vàng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng cây trồng. Về tình hình phát triển cây lương thực nước ta, chúng ta cùng quan sát trong cái bảng số liệu. Thứ nhất đó là về diện tích. Diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 7,28 triệu hecta năm 2020. Về năng suất tăng nhanh đạt 58,7 tạ trên hecta năm 2020. Năng suất tăng nhanh là nhờ nước ta đã À, áp dụng các biện pháp thăm canh và à, trồng những cái giống mới có năng suất cao. Chính vì thế mà năng suất à, cây lương thực của nước ta trong thời gian qua tăng rất nhanh. Thứ ba là về sản lượng lương thực thì tăng mạnh và đạt gần 43 triệu tấn năm 2020. Bình quân lương thực đầu người của nước ta tăng rất nhanh và đạt 525 kg trên người năm 2020. Xuất khẩu 5,35 triệu tấn trên năm và đưa nước ta trở thành một trong những nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới. Về phân bố, phân bố cây lương thực ở nước ta tập trung ở hai đồng bằng lớn, đó là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Cửu Long đây là vùng trồng cây lương thực lớn nhất nước ta. Thứ hai là đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng là khu vực trồng cây lương thực lớn thứ hai. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm trên 50% diện tích và trên 50% sản lượng cây lương thực. Ai à, nhỏ là về điều kiện phát triển cây công nghiệp ở nước ta. Về điều kiện thuận lợi, nước ta có những điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp. Đất trồng rất đa dạng, bao gồm hệ đất trồng đó là các loại đất pharaolic, đất đỏ bao da và đất xóm trên nền phù sa cổ. Về khí hậu nhiệt đậm gió mùa và nguồn nước dồi dào, đây là những điều kiện rất thuận lợi cho việc canh tác cây công nghiệp ở nước ta. Về điều kiện kinh tế xã hội, nguồn lao động đông và có kinh nghiệm trong việc sản xuất. Thị trường ngày càng được mở rộng, công nghiệp chế biến sau khi thu hoạch ngày càng phát triển và chính sách khuyến nông của nhà nước đã phát huy tác dụng. Về những khó khăn ảnh hưởng đến cây công nghiệp của nước ta. Khó khăn thứ nhất đó là mùa khô kéo dài, gây thiếu nước, đặc biệt là ở các vùng như là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Thứ hai đó là các cái thiên tai sau bệnh cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng cây trồng khó thứ hai đó là thị trường thế giới có nhiều biến động ở việt nam chúng ta thường nghe điệp khúc đó là được mùa mất giá chính vì vậy mà cái vấn đề thị trường ảnh hưởng rất lớn đến việc canh tác ngoài ra thì ngành công nghiệp chế biến à, hiện nay vẫn còn hạn chế nhất là các cái địa phương ở vùng sâu vùng xa chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ hai đó là tình hình phát triển của cây công nghiệp ở nước ta về diện tích gieo trồng tăng nhanh và đạt 2,95 triệu hecta năm 2016. Diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm. Cây công nghiệp nhiệt đới là chủ yếu, bao gồm các cây trồng như là cây cao su, cây cà phê, cây hồ tiêu, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta còn trồng các cây công nghiệp cận nhiệt đới. Nổi bật nhất đó là cây trà. Về vấn đề xuất khẩu, cây công nghiệp thì nước ta xuất khẩu các loại cây cà phê, hồ tiêu, hạt điều đứng hàng đầu thế giới hàng năm thu về hàng tỷ đô la từ những mặt hàng này năm 2018 thì hồ tiêu Việt Nam chúng ta đã xuất khẩu đến 105 nước và vùng lãnh thổ kim ngạch xuất khẩu đạt 758,8 triệu USD chúng ta cùng tìm hiểu về tình hình phân bố cây nghiệp ở nước ta các em cùng quan sát trong mắt lát trong 18 đầu tiên là nhóm cây công nghiệp lâu năm thứ nhất là cây cà phê chúng ta cùng quan sát trong atlas trang 18. Cà phê ở nước ta phân bố nhiều nhất là ở vùng Tây Nguyên. Thứ hai là khu vực Đông Nam Bộ. Và thứ ba, khu vực Bắc Trung Bộ. Cây trồng thứ hai đó là cây cao su. Cao su phân bố nhiều nhất là ở vùng Đông Nam Bộ. Thứ hai là vùng tây nguyên cây trồng thứ ba đó là cây hồ tiêu hồ tiêu được trồng nhiều nhiều nhất là ở vùng đông nam bộ thứ hai là duyên hải đông nam bộ và thứ ba là tây nguyên cây trồng tiếp theo đó là cây điều điều được là ở vùng đông nam bộ thứ hai là duyên hải này. và thứ là tây nguyên cái đó là cây chè chè được trồng nhiều nhất ở vùng miền núi bắc bộ chúng ta cùng quan sát ở đây cái hiệu của cây chè rất nhiều à, thứ hai đó là vùng tây nguyên đây cây chè rất nhiều và ở tây nguyên thì chè được trồng rất nhiều ở tỉnh lâm đồng đây là tỉnh có cái diện tích trồng trà lớn nhất nước ta. Cây trồng tiếp theo là cây dừa. Dừa được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và mờ nhiều nhất là ở tỉnh Bến Tre. Thứ hai đó là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đây chúng ta thấy hình ảnh cây dừa rất là nhiều. Nhóm cây trồng thứ hai đó là cây công nghiệp Hàng Nam. Đầu tiên là cây mía. Mía được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thứ hai đông nam bộ được trồng nhiều ở bắc trung bộ thứ hai đông nam bộ cây đầu tương được trồng nhiều nhất ở vùng trung du miền núi bắc bộ chúng ta cùng quan sát trung du miền núi bắc bộ và cuối cùng đó là cây bông thì cây bông được trồng nhiều ở vùng tây nguyên của nước ta ngoài những cây trồng này ra thì cây công nghiệp ở nước ta còn có một số cây trồng khác như là cây dâu tằm cây bọ cây cối cây đai tuy nhiên thì những cây đà trồng này là cái diện tích trồng không lớn chúng ta tìm hiểu về nhóm cây trồng thứ ba đó là cây ăn quả cây ăn quả nước ta chúng ta cùng quan sát trên màn hình. thì ngành trồng cây ăn quả nước ta khá phát triển, đặc biệt là trong những năm gần đây. thứ hai đó là cây trồng khá đa dạng, bao gồm cả những cây trồng có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới. về tình hình phát triển và phân bố của cây ăn quả, thứ nhất là về tình hình xuất khẩu thì trong những năm gần đây tình hình xuất khẩu cây ăn quả chúng ta rất là khả quan và năm 2020 thì à, xuất khẩu càng quả của nước ta đạt 4 tỷ USD. Về thị trường xuất khẩu can quả của nước ta tập trung chủ yếu ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia. Về phân bố càng quả của nước ta vùng trồng nhiều nhất đó là Đồng bằng sông Cửu Long, thứ hai là Đông Nam Bộ và thứ ba là Trung du miền núi Bắc Bộ. Để phát triển ngành trồng trọt của nước ta thì ở nước ta cần có những cái định hướng sau đây. Định hướng thứ nhất đó là cần đẩy mạnh canh tác các cây trồng có năng suất và giá trị kinh tế cao. Định hướng thứ hai cần tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong canh tác, sử dụng những giống có năng suất cao. Thứ hai đó là cần phải áp dụng các biện pháp à, tiến bộ, tiên tiến như hiện nay như là thủy canh hoặc là trồng cây trong nhà kính. Thứ ba phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, thích nghi có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Như các em đã biết thì hiện nay ở nước ta À, vấn đề biến đổi khí hậu tác động rất lớn đến ngành nông nghiệp nhất là ở vùng đồng bằng sông cửu long chính vì thế mà chúng ta cần phải có những giải pháp thích nghi hợp lý à, để đưa nền nông nghiệp nước ta có thể phát triển à, cùng với các nước trên thế giới và cái giải pháp cuối cùng đó là phát triển công nghiệp chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu à, như các em đã biết thì à, cái ngành nghiệp và chế biến nước ta hiện nay thì phát triển à, chưa được mạnh chính vì vậy mà chúng ta cần phải đẩy mạnh chế biến để nâng cao cái hiệu quả cũng như là chất lượng nông sản. Ngoài ra thì chúng ta cần phải tìm kiếm những thị trường xuất khẩu mới à, ngoài Trung Quốc ra, thì chúng ta có thể để mạnh à, xuất khẩu sang các thị trường mới, ví dụ như là ở khu vực EU hoặc là sang Hoa Kỳ để à, mở rộng thị trường. Bây giờ chúng ta cùng xem một số hình ảnh về à, các hình thức canh tác nông nghiệp hiện đại hiện, hiện nay ở nước ta. À, thứ nhất đó là à, kỹ thuật à, tưới phân và tưới nước nhỏ giọt, thì hiện nay Kỹ thuật này đã được ứng dụng ở một số địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. ngoài ra nó còn góp phần trong việc là thứ hai đó là cái kỹ thuật trồng rau thủy canh thì đây là một trong những kỹ thuật canh tác rất là mới và cũng mong lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. và cái thứ ba đó là trồng rau trong nhà kính thì hiện nay cũng được nhiều địa phương áp dụng trong đó đà lạt là một trong những địa phương mà thực hiện rất là thành công mô hình này. À, bây giờ chúng ta cùng đến với một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Cây lương thực ở nước ta hiện nay A. Tạo được các sản phẩm xuất khẩu B. Chủ yếu là cây lúa gạo, lúa mì C. Hào hết để phục vụ chăn nuôi Và đáp án D. Chỉ phân bố ở khu vực đồng bằng Như vậy đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng đáp án chính xác ở đây đó là đáp án A. À, tạo được các sản phẩm xuất khẩu? Đây là một trong những câu hỏi nằm trong cái bộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trong 19, cây công nghiệp nào sau đây là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ? A. Cây điều B. Cây dừa C. Cây trà Và D. Là cây mía Như vậy trong bốn đáp án này thì chúng ta thấy rằng cây trồng phù hợp nhất và là cây chuyên môn hóa ở vùng trung du nước bộ đó chính là cây chè như vậy đáp án chính xác ở đây là đáp án c câu hỏi số 3 có nội dung như sau. vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là a tây nguyên b đông nam bộ c trung du nước bộ và d đồng bằng sông cửu long như vậy đối với câu hỏi này thì à, à, lúc nãy chúng ta cũng đã vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta hiện nay à, có thể kể đến vùng có diện tích lớn nhất và trồng nhiều nhất đó là đồng bằng sông cửu long đáp án d là đáp án chính xác à, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ hai đó là ngành chăn nuôi các em cùng quan sát trên cái biểu đồ về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2018. Quan sát biểu đồ nhận xét về tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp nước ta. Như vậy chúng ta quan sát trong biểu đồ chúng ta thấy rằng là gì? Từ năm 2005 đến năm 2018 thì ngành chăn nuôi của nước ta có tỷ trọng tăng. Tăng từ 24,6% lên 31,7%. Như vậy là tăng, mỗi tăng 7,1%. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất của ngành chăn nuôi, đó là xu hướng phát triển ngành chăn nuôi của nước ta. Xu hướng thứ nhất đó là chăn nuôi nước ta đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa. Xu hướng thứ hai, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp. Xu hướng thứ ba, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các sản phẩm không qua giết thịt như là trứng, sữa chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Ngoài ra thì ở nước ta hiện nay có thêm một cái xu hướng mới nữa đó là chúng ta đã tiến hành chăn nuôi các loài có giá trị kinh tế cao ví dụ như là lợn rừng nhím hoặc là dúi thì chăn nuôi những loại này ngoài việc là mang lại giá trị kinh tế cao thì còn góp phần trong việc là bảo vệ nguồn gen quý hiếm bảo vệ các cái loài động vật hoang dã phần thứ hai đó là về điều kiện phát triển ngành chăn nuôi nước ta thứ nhất là về điều kiện thuận lợi về điều kiện thuận lợi thì ngành chăn nuôi nước ta có những điều kiện thuận lợi sau đây thứ nhất là cơ sở thức ăn được đảm bảo thức ăn từ những cái đồng cỏ tự nhiên thức ăn từ lương thực hoa màu thức ăn từ ngành công nghiệp chế biến đặc biệt là thức ăn chế biến à, từ à, gia súc thứ hai là về dịch vụ giống thu y có nhiều tiến bộ à, như các em đã biết thì à, trong thời gian gần đây thì à, các cái dịch vụ giống và thu y nước ta à, đã có nhiều tiến bộ nhờ chúng ta áp dụng những cái tiến bộ về khoa kỹ thuật chính vì thế mà làm cho cái năng suất và chất lượng sản phẩm ngành chăn nuôi nước ta ngày càng được cải thiện thứ hai đó là về điều kiện khó khăn thứ nhất thiếu giống gia súc gia cầm có năng suất cao và chất lượng tốt thứ hai nhiều đồng cỏ bị xuống cấp đó là những cái điều kiện khó khăn thứ hai đó là về dịch bệnh thì nó xảy ra thường xuyên như các em đã biết thì trong thời gian vừa qua thì nước ta phải đấu mặt với các loại dịch bệnh đối với lại trâu bò thì dịch bệnh đó là dịch lở mồm long móng xảy ra thường xuyên thứ hai là đối với gia cầm thì dịch cúm gia cầm H5N1 cũng đã tác động ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm. Thứ ba đối với chăn nuôi lợn thì dịch tai xanh và gần đây nhắc đó là cái dịch bệnh tả lợn châu phi nó cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến đàn số của chúng ta. Chính vì thế mà nó làm cho cái hiệu quả chăn nuôi chưa thật sự cao và chưa ổn định. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái tình phát triển và phân bố ngành chăn nuôi ở nước ta à, okay, các chúng ta cùng quan sát trên màn hình thứ nhất đó là về cơ cấu sản lượng thịt các loại của nước ta năm 2017 như vậy trong này thì chúng ta thấy rằng là trong cơ cấu có bốn loại thịt chính đó là thịt trâu, thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm thì trong bốn loại này thì tỷ trọng của thịt lợn là cao nhất chiếm 72,1 phần à, trăm như vậy từ đây chúng ta cũng có thể khẳng định là ở nước ta thì trong khẩu phần ăn của người Việt mình đó, thì thịt lợn được lựa chọn là cái thực phẩm nhiều nhất. Thứ hai là đối với cái sản lượng thịt các loại của nước ta từ năm 2005 đến năm 2017 thì nhìn chung là các cái loại thịt đều tăng. Trong đó thì tăng nhanh nhất đó là thịt da cầm tăng 3,2 lần. Thứ hai đó là thịt bò tăng 2,3 lần. Còn thịt trâu và thịt lợn thì có tăng nhưng mà thấp hơn so với lại là cái cái tổng số. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái tình hình phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi. Thứ nhất là chăn nuôi lợn. Về mục đích của ngành chăn nuôi lợn đó là cung cấp thịt là chủ yếu. Về số lượng đàn lợn của nước ta đạt 27,4 triệu con năm 2017. Về phân bố ở đồng bằng sông Hồng số lượng đàn lợn là 7,1 triệu con, chiếm 26% đồng bằng sông Cửu Long 3,5 triệu con chiếm gần 13%, Trung Du 11 bộ chiếm trên 6,8 triệu con chiếm 24,8%. Thứ hai đó là ngành chăn nuôi gia cầm. Về mục đích đó là cung cấp thịt và trứng. Về số lượng, đàn gia cầm của nước ta đạt 385,5 triệu con năm 2017. Về phân bố tập trung dưới ở sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra thì chăn nuôi gà theo hình thức công nghiệp ở vang cắt thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp cho các thị trường rộng lớn này. Rồi chăn nuôi vịt đàn thì phân bố ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. là tại sao lợn và gia cầm lại được nuôi nhiều ở khu vực đồng bằng? Thì để lý giải cho câu hỏi này thì chúng ta dựa vào những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất đó là do nguồn thức ăn ở đây rất là phong phú, thức ăn từ lương thực và từ phụ phẩm từ ngành nông nghiệp. Thứ hai là thị trường tiêu thụ rộng lớn, đặc biệt là vang các đô thị. Tiếp theo đó là đối với ngành chăn nuôi trâu bò. Về mục đích là cung cấp thịt và sữa. Về đàn trâu số lượng 2,49 triệu con năm 2017. Về phân bố tập trung ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ, thứ hai là Bắc Trung Bộ. Về bò thì số lượng đàn bò là 5,65 triệu con năm 2017, phân bố chủ yếu là ở Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các tỉnh nuôi nhiều bò, rau có thể kể đánh đó là Nghệ An, Thanh Hóa. Bò sữa được phân bố nhiều trên các cao nguyên sơn nguyên, nhắc là ở Mộc Châu, Sơn La, Long Đồng, Ba Vì và Vang, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Ở phần này thầy có một câu hỏi dành cho các em. Thứ nhất đó là tại sao trao bò được nuôi nhiều ở khu vực miền núi. Thì thì lý giải cho câu hỏi này chúng ta phải dựa vào những cái nguyên nhân sau đây thứ nhất đó là vì ở đó có nguồn thức ăn dồi dào à, như các em đã biết thì à, khu vực à, miền núi thì à, có nhiều đồng cỏ tự nhiên thứ hai đó là cái khu vực này có cái không gian chăn thả rộng lớn vì vậy mà rất thuận lợi cho việc chăn nuôi trâu bò và có một câu hỏi nữa đó là tại sao trâu được nuôi nhiều ở khu vực phía Bắc nước ta à, thì à, để các em đã tìm hiểu trong phần tự nhiên chúng ta biết rằng là miền Bắc nước ta là có mùa đông lạnh mà trâu thì nó ưa khí hậu lạnh ẩm và nó chịu được thời tiết lạnh của miền bắc chính vì vậy mà nuôi trâu ở miền bắc là nó phù hợp đồng trâu ở đây rất là đông à, cuối cùng chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số câu hỏi trắc nghiệm trong phần củng cố trong nội dung của phần chăn nuôi câu hỏi số 4 có nội dung như sau đâu là xu hướng phát triển ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay a à, các sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỷ trọng ngày càng thấp. B. Tỷ trọng ngành chăn nuôi có xu hướng giảm trong cơ cáo ngành nông nghiệp. C. Ngành chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa. Và D. Chăn nuôi trao bò để lái sức kéo và phân bón. Như vậy, à, thì đối với câu hỏi này, cái đáp án chính xác ở đây là đáp án C. Ngành chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa. Đây chính là cái xu hướng của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau căn cứ vào lá lát địa lý Việt Nam trang 19 cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng đàn bò nhiều hơn đàn trâu đây cũng là một cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 đáp án A Lào Cai đáp án B Nghệ An đáp án C Lạng Sơn và đáp án D Hà Giang như vậy khi mà chúng ta quan sát trong bán lát địa lý trang 19 thì chúng ta dễ dàng nhận thấy đáp án chính xác ở đây đó là đáp án B Nghệ An như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài 22, vấn đề phát triển nông nghiệp. Chúc các em học tốt. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.